Nếu mà em đang cần tìm một cái chiếc laptop cũ để phục vụ những cái nhu cầu cơ bản thôi, như kiểu là văn phòng, là office, như kiểu Word này, Excel hoặc là PowerPoint, hoặc đôi khi chúng ta chỉ muốn là để là mua cái máy về để học Zoom, kiểu học Google Classroom là được. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà anh em không có quá nhiều cái chi phí dành cho việc mua laptop thì đây cũng sẽ là một cái option rất là tốt. Thì đây là chiếc Dell Latitude 7250 và cũng là một chiếc laptop đã từng làm mưa làm gió một thời. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chiếc máy này nó có khả năng làm được gì nhá. Thông thường thì đối với những chiếc laptop cũ, anh em sẽ nghĩ rằng là bây giờ laptop cũ chắc là ọp ẹp lắm, hoặc là với cái phân khúc giá là dưới 5 triệu thì sẽ không thể tìm một chiếc máy nó quá ngon được. Nhưng không hẳn như vậy, bây giờ là những dòng laptop cũ rất là đa dạng. Kể như con này chẳng hạn, anh em nhìn thôi, nhìn nó vẫn rất là mới đúng không nào? Và ngoài ra thì chiếc laptop này nó vẫn có thể phục vụ những cái nhu cầu cơ bản của một người dùng bình thường rất là mượt. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đào sâu về nó nhé. Về tổng quan của thiết kế thì chúng ta vẫn sẽ có một cái form, gọi là cái mình gọi là cái form của Dell. Tức là anh em nhìn biết ngay là máy Dell rồi, không có gì xa lạ cả. Còn ở bên ngoài đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt ngoài, nó sẽ có logo Dell ở chính giữa này. Và ngoài ra thì ở bên này nó sẽ phủ lên một cái lớp nhung. Cái lớp nhung mà sờ thì cũng khá là sướng đấy, mỗi tội là sờ nhiều thì mồ hôi trên tay bám kinh khủng. Đấy. Về phần bên dưới chúng ta sẽ có một cái khung viền máy là làm từ hợp kim magie, nên là sờ vào rất là cứng cáp và chắc chắn. Đồng thời thì với cái việc như này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bản lề cứng cáp, thì anh em không phải lo về cái vấn đề bung bản lề của Dell nhé. Và đây lại là bản lề 20 nữa đấy, anh gập mở liên tục có khi là nghìn lần thì cũng không xa đâu. Và quay trở lại đây thì chúng ta sẽ có một chiếc máy được làm gần như phần lớn là được làm từ nhựa đó. Nhưng do làm từ nhựa nên cái cân nặng và cái trọng lượng của nó cũng rất là phải chăng, khi nó chỉ đâu đó rơi vào khoảng là 1,5 kg. Thật ra thì anh em sẽ nghĩ là một chiếc laptop nó cũng hỏi nó xinh xinh này 1,5 kg hơi nặng, nhưng mà anh em nên nhớ rằng đây là một cái chiếc laptop cũ, nó đã ra từ lâu ấy, nên là với cái nặng này thì nó vẫn đáp ứng được cho anh em cái sự di động trong quá trình sử dụng. Quay trở lại đây thì đây là một cái chiếc laptop mà nó được gọi là sao nhỉ, phải nói là cụm từ chính là diện nồi đồng cối đá một xíu, bởi vì làm nó đạt chuẩn đến chỗ cơ sự. Nên là chẳng may anh em có va đập vào đâu thì chúng ta cũng an tâm phần nào một xíu, chứ chẳng may mà làm rơi một cái thì cũng sót lắm đúng không? Đây thì tôi nói luôn về phần cổng kết nối thì chiếc máy này nó cũng có khá là nhiều. Ở bên trái gần như là không có một cái gì cả và nó sẽ tập trung ở phần đối diện đây này. Đấy. Thì ở đối diện thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một jack cắm nguồn này, một cổng A này, một cổng A nữa. Đấy, một cổng HDMI và có một khe cắm mạng LAN. Và ở dưới mặt đáy chúng ta sẽ có một cái cổng docking. Thì cái cổng docking này giúp là cắm vào một cái thiết bị rời của Dell để có thể là kết nối thêm nhiều cổng kết nối khác. Đấy, đây là một cái thiết bị gọi là ngày xưa. Còn bây giờ thì anh em biết rằng bây giờ chúng ta có cổng hub chuyển đổi, thì ngày xưa gọi là cụ tổ của cổng hub bây giờ. Đấy. Còn bên phải chúng ta sẽ có một khe quá Kensington, một cái khe cắm DisplayPort, một khe A nữa để anh em cắm thoải mái. Và cuối cùng là một jack cắm tai nghe 3.5. Còn quay trở lại đây, khi mà chúng ta mở chiếc máy lên thì sẽ có một cái màn hình kích thước là 12.5 inch, độ phân giải chỉ là HD mà thôi. Tuy nhiên anh em khi mà đang dùng Full HD hoặc là 2K 4K mà xuống kết quả màn hình này thì sẽ cảm thấy hơi tệ một xíu. Tuy nhiên thì không phải là nó quá là xấu, tức là anh em vẫn có thể sử dụng được để mà giải trí xem phim nước web thì nó vẫn rất là ok nhá. Hoặc để làm văn phòng thì nó cũng tuyệt vời, như thế nó không đến cái mức mà kiểu là không thể nhìn được đâu. Quên mất một xíu là ở màn hình nó sẽ có thêm một cụm cam nữa để anh em có thể làm việc online đấy nhá. Ok, còn quay trở lại phần bàn phím thì bàn phím này mình thấy rằng là độ nảy nó vừa phải này, hàng nhìn phím nó cũng ở mức vừa thôi. Đâu đó mình chấm điểm khoảng 7.5/10, tức là anh em vẫn có thể là thao tác có văn bản vẫn là ok. Và đương nhiên là phím này nó có LED phím nhá, vẫn có LED phím để anh em có thể là làm việc trong những cái môi trường có thiếu sáng, mà LED phím con này thì gọi là sáng lắm, tuyệt vời luôn. Phần trackpad thì mình thấy rằng nó hơi nhỏ so với bàn tay của mình, chắc là giống với các chị em thì sẽ hợp lý hơn. Còn với mình thì mình vẫn di được 2 ngón, 3 ngón thôi. 4 ngón thì sẽ hơi vướng một tí và nó sẽ có thêm 2 cụm phím bấm, nó tách biệt riêng ra để anh em có thể dễ dàng phân biệt. Còn về tổng quan thì chúng ta sẽ có thêm cái phần quan trọng nhất mà anh em sẽ quan tâm, là anh em nói phần hiệu năng của một chiếc máy cũ thì sẽ yếu. Nhưng mà với con chip là i5-5300U và cùng với đó một con card onboard 4GB và 128GB thì nghe thì cũng hơi ít nhỏ, nhưng mà cái mục đích của chiếc máy này nó không phải để chơi game hoặc làm đồ họa, mà nó mục đích mình phần lấy phần lớn những cái nhu cầu của các bạn là chỉ để làm văn phòng này, office này, hoặc chúng ta chỉ cần mua cái chiếc máy này về để trực pet này, để có thể là làm những tác vụ như quản lý trang thương mại điện tử này, thì con này nó vẫn hoạt động rất là ngon nhá, đặc biệt là lúc web xem phim thoải mái. Nhưng mà nếu để mà chơi game thì mình nghĩ rằng nó không phù hợp, anh em đừng có mua con này để chơi game là hơi phí tiền, bởi vì là cái mục đích chính của nó là nhất nó có cái khả năng di động này, ngoài ra thì nó có thể là xử lý những cái tác vụ văn phòng nó tối thiểu, cả những cái phần mềm liên quan đến kế toán quản lý thì em này vẫn làm rất là ngon. Đó, đa nhiệm thì có thể bật khoảng vài tab Chrome vẫn rất là thoải mái. Và xử lý đa nhiệm thì cũng ok, tại vì nó có 4GB RAM thôi mà. Nó không thể quá mượt như kiểu 8GB hay là 16GB được, nhưng mà nó vẫn ở mức ổn. Nói chung thì chúng ta vẫn sẽ có một cái chiếc máy mình thấy rằng là
thiết kế thì cũng đẹp đẹp xương xương. Ngoài ra thì với cái hiệu năng như vậy, cái màn hình như vậy thì nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu chính của người sử dụng, đó chính là một người dùng văn phòng cơ bản thôi. Em là vẫn làm rất là tốt. Tuy nhiên thì với cái mức giá của nó, chúng ta không phải đòi hỏi hơn được, đúng không nào? Và nếu em quan tâm đến sản phẩm này thì link sản phẩm đặt dưới phần mô tả rồi, anh có thể tham khảo qua nhé. Còn nếu thích clip này thì đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ clip mới nhất đến từ Dương Sẹo và Hằng Đậu Tốp nha.